Đồ Cố Hiền kính chào quý vị, hôm nay đang là chiều tối ngày 18 tháng 5 2020 và theo yêu cầu của quý khách ở phường Quang Trung, thành phố Nam Định thì chúng tôi báo cáo đây là bức tranh Thùng Hạc Diên Niên bằng gỗ cụ, tranh khảm, kích thước là cao 97 nhân với dài 1m97. Thì đây là bức ở mức độ 34 triệu. Đây là hình ảnh đang quay tại tầng 1 khu C của Đồ Gỗ Đức Hiền. Các cái tranh 97m97 chúng tôi đều có hai mức giá, là cái mức hàng khá là 22 triệu, còn đây là hàng cao cấp. Cao cấp hơn thì nó vừa dày dặn cái phần mộc hơn mà khảm nó rực rỡ hơn, tất cả các kỹ thuật nó hơn một nấc cho nên nó sẽ lên là 34 triệu. Có các mức như vậy cho quý khách dễ dàng lựa chọn. Và tất cả các cái tranh khảm ở trong cửa hàng Đồ Gỗ Đức Hiền hiện nay đang có lúc nào cũng có 300 tấm và vẫn đang tiếp tục sản xuất. Vì cái đồ này phải để rất lâu, phải để qua một năm thì mới được làm từ cái phần mộc. Và làm xong thì để càng lâu trong cửa hàng càng tốt. Vì đây là bảo hành cho khách hàng mãi luôn. Dù bao nhiêu năm bị bong, bị hỏng thì quý khách đều có quyền mang đến đổi tấm mới. Tất nhiên là chưa thấy ai đổi cả, bởi vì nó tuyệt đối an toàn rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Xin quý vị liên lạc với Đức Hiền theo số điện thoại 0984 666 999 hoặc Zalo là 0967 666 111. Tạm biệt quý vị tại đây.